You think so? Yes. Okay. Chào mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay hai vợ chồng mình sẽ thử thách nhau ăn mì cay. Đây. X2 luôn nha. Loại này là siêu cay luôn nè. Chồng mình thì chưa bao giờ thử hết, mình thì đã thử rồi. Nhưng mà lần này thì mình cũng thử thách nhau coi là người nào ăn được nhanh trước á thì người đó sẽ thắng. Thực ra làm cái chai là cho vui thôi, tại vì cũng khá là nhiều bạn yêu cầu. Cái này thì nó hot cũng lâu rồi. Thì đây mình chuẩn bị một cái nồi nước. Bây giờ nó đang sôi. Và sau đó thì mình sẽ bỏ từng gói vào. Để tránh trường hợp là nó không có công bằng thì mình sẽ bỏ từng gói một vào. Bỏ gói này vào xong rồi nó sôi thì mình sẽ bỏ gói kia, gói còn lại vào. Giờ mình đang đợi cho nó sôi này. How do you think? I think I'm hungry and I'm gonna eat it fast. But it's really hot. No. It is really hot. It's spicy, huh? Yeah, look at this. Too ice spicy. Oh yeah. We'll see. I might be wrong. I think it is gonna be spicy, but I'm so hungry that you can eat it. Maybe, we'll see. We've had other spicy challenges and I can do it. No worries. Đó. Thì ảnh không có sợ gì hết. Bây giờ mình không biết sao nữa. Gói sốt cộng với lại là một cái gói này hình như là trong là rong biển, mình nhớ là vậy, rong biển và mè á mọi người. Cái này mình sẽ rắc sau cùng. Mình thích ăn mì cay này lắm, tại vì cái sợi mì nó rất là ngon, cái nước sốt nó cũng ngon nữa. Chỉ có điều là người ta bỏ quá trời cay luôn thì mình không biết là trong cái phần thi này mình có thắng hay không nữa. Ooh. That's a yawn. It's a yawn. Don't you understand when you're tired, you yawn? When one person yawns, another person has to yawn too. That was a fake yawn. That was a fake yawn. Tripping. Yeah, right. À đúng rồi, vì là trời lạnh á nên là mình phải áp cái nước sốt này này, cái gói nước sốt này vào cái thành nồi để cho nó chảy ra. Can you do it? I think I can do it. Didn't you try to do this before? Yes. Did you win? Did you complete the challenge? Thử thách lần này thì bọn mình không có uống sữa hay là uống nước gì hết. Như vậy mới gọi là thử thách. Còn mà cay xong lại uống sữa thì nó không còn thú vị nữa. Ok, mình đã nấu xong đây rồi này. Bây giờ mình sẽ cho cái gói nước sốt này vào. Cái mùi nó bốc lên này. Đủ thấy cay rồi mọi người. Bây giờ thì mình sẽ cho cái gói mè này vào. Oh,
đậy đều lên. Seaweed and sesame seeds. Cái vụ mì cay này là chồng mình cũng đã nói từ lâu rồi, đã thử thách mình lâu lắm rồi. 2-3 tháng trước á, tụi mình chưa làm. Bây giờ mới có thời gian làm. Cay chưa mọi người? You ready? Ngửi thấy mùi cay xong trộn lên mũi luôn. You ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you kidding me? Are you ready? It looks good to me. Oh. Cuộc chiến. Is this challenging? 1, 2, 3. Not so bad in the beginning. Cay vãi hồn luôn. Cannot lose. Why? Cay quá mọi người. Cho mình đã ăn xong trước mình rồi. You better finish your challenge. But it's so spicy. Look at my head. Mồ hôi chảy luôn. How do you think about this noodle? Spicy. Super spicy. But it's really good. Finish it. Thôi, dẹp đi. Crying.
xong. Cay quá. Thật sự là nó rất là cay. Không biết nói từ gì để diễn tả được cái độ cay của nó, nhưng mà nó rất là cay. Cay đến nỗi mà anh đã khóc. Ok. Ok thì bữa nay chồng mình thắng. Tiếp tục thắng. Một chiến thắng rất là vẻ vang ha. A few minutes later. We drink all that water. Water only stops it for a couple seconds. Mới đầu á là nghĩ đó sẽ không uống nước gì hết. Cuối cùng cay quá chịu không nổi nên là uống nước. Vì là không nghĩ đến là sẽ uống bất cứ cái loại nước gì, đặc biệt là sữa. Tại vì sữa là nó sẽ giảm cái độ cay, cho nên là tụi mình cũng không mua sữa luôn. That's spicy. Nose running, mouth watering, spicy. Are my lips swollen? A little bit. Right here. Bây giờ thành môi dài gợi cảm rồi. Giống như kiểu là miếng thịt bò. We drank all that water. 1.5 liters. Một lít rưỡi nước. Uống xong người mặt chai luôn. Vẫn còn cay. Are you ready to say bye? We are the champion. We are the champion. Of the world. Chào mọi người. Cảm ơn mọi người. Hả? Say cảm ơn mọi người. Go ahead, say it. Champions, say that. Hả? The winner should say that. Come on mọi người, xin chào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video ngày hôm nay của tụi mình. Hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai nha. Xin chào.